Kính thưa quý vị, một cái tên mà có lẽ quý vị đã từng nghe từ khi chiến tranh xâm lược của Nga với Ukraine bắt đầu ngay từ đầu, đó là chúng ta có nghe tới một cái tên là nhóm Wagner đã tổ chức những cái cuộc ám sát nhưng đã không thành công với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thế thì nhóm Wagner hay là lính đánh thuê cho Putin, họ là ai? trừ khi bạn là người từng tham gia vào chiến trường tại syria libya hoặc là cộng hòa trung phi thì có thể là chưa bao giờ chúng ta nghe tới wagner group hay là nhóm wagner là một lực lượng quân sự tư nhân hay còn gọi nomna là lính đánh thuê có một mối liên hệ mật thiết với tổng thống nga putin Lực lượng Wagner đã xuất hiện ở Ukraine có lẽ là để chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến của Putin. Trong tháng qua, thì quân số của Wagner tại quốc gia này đã tăng hơn gấp 3 lần, lên hơn 1.000 người. Sự hiện diện của họ tại khu vực phía đông gọi là Donbass, nơi có các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn, đang làm giấy lên lo ngại dựa trên tiền sử của nhóm này. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cũng như các nhóm nhân quyền cho biết rằng quân đội Wagner đang nhắm mục tiêu vào dân thường tiến hành các vụ hành quyết hoàn loạt cũng như cướp bóc tài sản tư nhân trong các khu vực xung đột. Và dưới đây là những điều mà chúng ta cần biết về nhóm Wagner. Wagner được bắt đầu như thế nào? Thực tế, thực thể này đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2014 khi Nga xác nhập Crimea. Chính phủ Mỹ cho biết tổ chức này được tài trợ bởi ông Yevgeny V. Prizokin, là một doanh nhân người Nga và là một cộng sự thân cận của Tổng thống Putin. Ông được gọi là đầu bếp của Putin vì kinh doanh dịch vụ ăn uống của mình và nơi đã tổ chức ra những bữa tiệc nhà nước rất công phu cho Tổng thống Nga. Và làm thế nào nhóm này có được cái tên Wagner của nó? Nhóm này được cho là lấy tên từ tên du kích của người lãnh đạo Dmitry Erkin, là một sĩ quan quân đội Nga đã nghỉ hưu. Erkin được cho là đã chọn Wagner để vinh danh một nhà soạn nhạc, người đã được Hitler yêu thích. Bất chấp việc Điện Kremlin phủ nhận có bất kỳ một mối quan hệ nào với Wagner, Erkin vẫn luôn chụp ảnh bên cạnh Putin. Thế thì bây giờ nhóm này đang có trụ sở ở đâu? Nhóm Wagner không được đăng ký với tư cách là một pháp nhân với bất kỳ đâu trên thế giới. Lính đánh thuê là bất hợp pháp theo đúng luật pháp của Nga. Các nhà quan sát cho biết sự tồn tại trong bóng tối của nhóm này cho phép Nga giảm thiểu thương vong quân đội trên chiến trường, cũng như không chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo do Wagner gây ra. Socha Mark Lewis, là giám đốc chủ tịch của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng lính đánh thuê đã xem xét kỹ lưỡng nhóm này và cho biết rằng nhóm hoạt động trong một tình huống rất mờ mịt, rất thiếu minh bạch thực sự và đó là toàn bộ vấn đề. Cấu trúc của nhóm này cho phép họ được sự phủ nhận hợp lý và tạo ra một khoảng cách cần thiết giữa nhà nước Nga và nhóm này, cô cho biết. Thế thì tại sao lại là sử dụng lính đánh thuê tại Ukraine? Theo các chuyên gia cho biết trong đó có Jamie Fleming thì Jamie Fleming là giám đốc cơ quan giám sát điện tử của anh. Khi Nga đang chịu tổn thất nặng nề, tổng thống Putin đang gửi quân tiếp viện thiện chiến với kinh nghiệm tới Ukraine. Ông nói rằng những người lính này có khả năng được sử dụng làm bia đỡ đạn để cố gắng hạn chế tổn thất quân sự của Nga thế thì bây giờ lực lượng wagner được triển khai ở đâu ngoài sự tham gia của họ ở syria libya cộng hòa trung phi và hiện tại là ukraine các nhóm đặc nhiệm của wagner cũng đã chiến đấu ở sudan mali và mozambique gây ảnh hưởng của nga bằng cách ủy quyền thực hiện đấu thầu của các nhà lãnh đạo độc tài và đôi khi chiếm giữ các mỏ dầu khí hoặc đảm bảo những quyền lợi vật chất khác càng ngày họ càng chính thức hóa và bắt đầu hoạt động giống như những nhà thầu quân sự phương tây hơn Mắt cho biết rằng có một xu hướng hoặc một mô hình xung quanh những gì đã xảy ra khi Wagner tham gia vào bất kỳ một cuộc xung đột vũ trang nào. Xung đột vũ trang kéo dài liên quan tới vũ khí hạng nặng, dân thường bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, những vi phạm nhân quyền và tội phạm chiến tranh gia tăng đáng kể và các nạn nhân thì hoàn toàn không có khả năng tiếp cận công lý cho những đội ác này.